Chen Ka chế Linh lần đầu ra mặt, chua xót nói một câu sau khi Chế Phong và Thanh Thanh Hiền ly hôn. Thanh Thanh Hiền và Chế Phong từng là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí. Cả hai đều là tên tuổi lớn, có sự nghiệp vững vàng. Dù đến với nhau khi đã lớn tuổi nhưng tình cảm mặn nồng của họ ở trên sân khấu lẫn ngoài đời thực vẫn luôn khiến khán giả thổn thức. Thế nhưng, hồi cuối năm 2020, cặp đôi bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Chia sẻ với báo chí, Thanh Thanh Hiền không nói cụ thể nhưng ẩn ý về việc Chế Phong đã thay lòng đổi dạ, không còn là người đàn ông mà cô yêu. Đến hiện tại, con trai Chế Linh vẫn giữ nguyên những hình ảnh về vợ cũ trên trang cá nhân. Trong khi đó, bạn diễn ăn ý của Xuân Hinh thì kiên quyết cho biết sẽ không có chuyện nối lại tình xưa. Khán giả vẫn bàn tán về chuyện tình đổ vỡ của Thanh Thanh Hiền và Chế Phong suốt thời gian qua. Mới đây, danh ca Chế Linh lần đầu nói thẳng về ồn ào của con trai. Phỏng vấn, ông cho biết, từ khi các con đường ai nấy đi, mình chưa gặp hay nói chuyện với ai. Đưa ra quan điểm của mình, giọng ca Thói Đời lại cho rằng việc ly hôn là điều cần thiết khi hai bên đã không còn tình cảm như trước, cũng không còn tôn trọng nhau. Từ ngày Chế Phong chia tay đến hôm nay, tôi chưa có nói chuyện với con, tôi cũng chưa nói chuyện với Thanh Thanh Hiền. Với tôi thấy sống với nhau không còn được nữa thì không nên kéo dài. Chia tay càng sớm càng tốt để còn tôn trọng nhau, giữ cái nhìn đẹp đẽ về nhau, Chế Linh tâm sự. Với riêng Chế Linh, ông không bao giờ trách móc người phụ nữ khi tình duyên không trọn vẹn. Ngược lại, nam danh ca khẳng định cần phải tôn trọng và trân quý những gì đã có. Tôi nghĩ sự đổ vỡ là bởi số mệnh, là từng giai đoạn của cuộc đời, giống như khúc quanh của lịch sử, bố ruột của Chế Phong nói. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, giải đáp nghi ngờ về quan hệ tình cảm của ông và người bạn song ca ăn ý, Thanh Tuyền, nam danh ca khẳng định hai bên chỉ là tri kỷ. Chúng tôi lo lắng cho nhau từ giọng hát, từ ăn uống, nhắc nhở nhau tập luyện, giữ gìn sức khỏe. Xin nhắc lại, đây là tình cảm của bạn bè thân thiết, không phải tình cảm trai gái. Danh ca Chế Linh là cây đại thụ của dòng nhạc vàng. Cùng với Hùng Cường, Duy Khánh, Nhật Trường, ông được mệnh danh là một trong tứ trụ của thể loại nhạc đặc biệt này. Tên tuổi của giọng ca người Chăm gắn liền với nhiều ca khúc bất hủ như Thành Phố Buồn, Thói Đời, Con Đường Mang Tên Em. Trong sự nghiệp hàng chục năm ca hát, Chế Linh kết hợp với nhiều ca sĩ nữ. Ngoài nữ danh ca Thanh Tuyền, Chế Linh còn đặc biệt ăn ý với Phi Nhung. Chính vì độ thân thiết cả trên sân khấu lẫn ngoài đời mà cặp đôi từng bị nghi ngờ mối quan hệ. Trả lời thắc mắc của công chúng, nam danh ca cho biết ông và Phi Nhung chỉ là người tình trong âm nhạc mà thôi. Nhiều năm trước, dù định cư tại nước ngoài nhưng Chế Linh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên, từ năm 2020, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp trên khắp thế giới nên ông cùng người vợ thứ 4 chỉ sống tại Canada. Cả hai lại không dùng mạng xã hội, vì thế mà khán giả Việt đã lâu không được nhìn thấy ông hoàng nhạc vàng. Cách đây vài ngày, Chế Linh bất ngờ lộ diện sau thời gian dài vắng bóng. Trên trang Facebook cá nhân, danh hài Vượng Râu chia sẻ hình ảnh gọi FaceTime với nam danh ca. Cho biết hai năm qua đối phương vẫn thỉnh thoảng gọi điện, động viên mình cố gắng vượt qua đại dịch. Không chỉ vậy, Vượng Râu còn hứa hẹn sẽ cùng người tình sân khấu của Phi Nhung xuất hiện trong một chương trình vào cuối năm nay nếu tình hình khả quan. Sự xuất hiện chớp nhoáng của danh ca Chế Linh khiến nhiều cư dân mạng phấn khích. Mọi người thi nhau để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của ông. Đồng thời, người hâm mộ cũng háo hức mong chờ ngày được gặp lại giọng ca Thói Đời sau khi dịch. 3. Điều đáng nói, dù đã 80 tuổi nhưng Chế Linh nhìn vẫn rất minh mẫn. Làn da ngăm quen thuộc, mái tóc xoăn đã trở thành thương hiệu vẫn như năm nào. Cư dân mạng dành lời khen cho nam người tình sân khấu của Phi Nhung khi 80 tuổi vẫn giữ được phong độ như vậy. Ai nấy đều mừng vì sức khỏe ông vẫn ổn định, minh mẫn. Hồi năm 2020, trong một lần trả lời phỏng vấn, Chế Linh cho biết một trong những nguyện vọng trước khi ra đi của ông là có thể làm live show ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Với nam ca sĩ được cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc, khán giả luôn là khát khao cháy bỏng nhất. Tuổi tác đã cao nhưng giọng hát của ông vẫn luôn khiến trái tim người yêu nhạc vàng thổn thức. Hơn ai hết, fan hâm mộ của Chế Linh cũng hy vọng được gặp và lắng nghe những giai điệu đi cùng năm tháng của ông. Ngày buồn còn bao hay muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau biết em. Thanh Tuyền, Chế Linh và tôi như yêu nhau từ tiền kiếp. Hai giọng ca, một cao chót vót, một trầm ấm ngọt ngào đã hòa quyện vào nhau. Thanh Tuyền, Chế Linh trở thành đôi song ca nổi tiếng nhất của làng nhạc vàng trong suốt hơn nửa thế kỷ. Khi được hỏi rằng có bao giờ vì say mê khi hát chung mà có tình cảm thật sự với nhau, rồi việc Chế Linh bị chồng của ca sĩ Thanh Tuyền cầm súng đi tìm từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài.
Mới đây, hai danh ca một thời đã tiết lộ sự thật sau những tin đồn và câu chuyện động trời đó. Rất là đại quý cảnh, đem súng đi kiếm Chí Linh để thanh toán. Chí Linh là một trong cái giọng hát mà đặc biệt. Cái ấn tượng là dính liền là Chí Linh Thanh Tuyền, bởi vì cô với Chí Linh Thanh Tuyền hát nhạc tình nhiều. Chí Linh là nhạc sĩ, danh ca nổi tiếng từ thập niên 60 đến nay. Cùng với Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường, ông được mệnh danh là một trong tứ trụ nhạc vàng thời kỳ đầu. Trong suốt chặng đường gắn bó với nghệ thuật, Chí Linh song ca cùng khá nhiều cái tên đình đám, cho ra những sản phẩm để đời. Đáng chú ý nhất có lẽ là danh ca Thanh Tuyền. Và bà cùng Chí Linh đã tạo nên cặp song ca huyền thoại của Bolero nói riêng và nhạc Việt nói chung. Những năm 1967-1968, cặp danh ca Chí Linh Thanh Tuyền từng rất thành công khi kết hợp với nhau và trở thành hiện tượng âm nhạc được nhắc đến nhiều nhất vào thời điểm bấy giờ. Cặp song ca vàng với giọng hát rất ngọt và tình đã tạo nên cơn sốt với liên tiếp các bài hát như Tình Bơ Vơ, Phút Cuối, Con Đường Xưa Em Đi, và cũng được xem là những người tiên phong cho nhạc bolero trong nước cũng như tại hải ngoại. Điểm chung của hai nghệ sĩ tài hoa này chính là giọng hát mùi mẫn, luyến láy cường điệu rất riêng và hợp với dòng nhạc xến, nên đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Với chất giọng đặc trưng, hơi rè nhưng độc đáo và đầy chất tự sự, những ca khúc qua giọng hát của Chí Linh có sức lay động người nghe mạnh mẽ và để lại ấn tượng sâu sắc. Trong khi đó, chất giọng trữ tình cao vút nhưng ngập tràn cảm xúc của Thanh Tuyền không lẫn vào đâu được bởi sự đặc biệt, cách luyến láy bolero rất tự nhiên và chạm đến đẳng cấp của một diva nhạc xến. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Khán giả luôn ví von Chí Linh và Thanh Tuyền là những người tình trên sân khấu. Nhiều người còn tiếc nuối vì nếu cả hai không có gia đình trước đó, thì biết đâu họ đã trở thành một đôi ngoài đời thực. Mới đây, chia sẻ về người bạn song hành với mình suốt thời gian dài, Chí Linh tiết lộ rất nhiều câu chuyện thú vị. Trong sự nghiệp của mình, tôi song ca thành công nhất có lẽ là với Thanh Tuyền. Ngày đó tôi nổi tiếng được 4 năm rồi, Thanh Tuyền mới từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sau khi nhận Thanh Tuyền mới đưa tới nhà nhạc sĩ Mạnh Phát để luyện thêm. Anh Mạnh Phát khi ấy có nhắn tôi: "Chú tới nhà anh xem con gà mái này gáy hay lắm." Tôi tưởng thật nên tới nhà anh ấy hỏi con gà mái đâu. Anh ấy chỉ vào Thanh Tuyền và nói: "Con gà mái đấy." Lúc đó tôi bất ngờ lắm. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy Thanh Tuyền, nhìn lạ lắm, mặc bộ đồ ở nhà, trông không giống ca sĩ chút nào hết. Tôi tự than: "Chết cha rồi, cô này mới ra nghề, chẳng biết có hát hay hay không. Nếu hát hay thì đỡ cho mình, còn không hay thì kéo cả mình xuống luôn. Tôi đã xấu trai rồi, cô này cũng không được đẹp gái mấy, nên hát mà không hay nữa thì chết." Nhưng đến khi thử giọng, tôi mới ngỡ ngàng rằng trời đã cho tôi một con gà mái quá đẹp. Sự nghiệp của tôi gắn với Thanh Tuyền từ đó, mọi thứ đều có số hết. Đĩa hát đầu tiên trong đó có nhạc phẩm Hái Hoa Rừng Cho Em của Trương Hoàng Xuân được tung ra thị trường và trở thành ăn khách một cách không ngờ. Những hãng đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác cặp đôi song ca này. Sau thành công của Hái Trộm Hoa Rừng, Chí Linh Thanh Tuyền trở thành cặp song ca ăn ý. Hai người hợp nhau tới mức chỉ cần nhìn Chí Linh ngó mắt thôi là nữ danh ca biết Chí Linh sẽ diễn như thế nào, và Chí Linh cũng vậy. Thanh Tuyền bông đùa: "Trên sân khấu, chúng tôi như hai người yêu nhau từ tiền kiếp." Tên tuổi của cặp song ca này sau đó lan truyền với tốc độ ánh sáng và phủ sóng khắp làng nhạc Việt Nam với hàng loạt ca khúc như Tình Bơ Vơ, Phút Cuối, Con Đường Xưa Em Đi. Hai giọng ca hòa quyện vào nhau và không cần phải đụng đến kỹ thuật hòa âm phối khí cầu kỳ nào. Nhiều nhạc phẩm sau đó đã được soạn riêng cho cặp song ca vàng này. Ngày xưa anh tuy xa cách đôi nơi, nhưng hai người một lối.
Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài. Anh hãy quay về đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm mùa, những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ, chọn đời cho thương nhớ muôn kiếp chọn nhớ. Sau Chế Linh, nữ danh ca sinh năm 1948 cho biết bà cũng có song ca với Duy Khánh, Nhật Trường, nhưng vẫn ấn tượng nhất với Chế Linh bởi cả hai hát nhạc tình nhiều. Danh ca Thanh Tuyền chia sẻ, khi hát bà đặt hồn mình vào bài hát và xem ca sĩ hát chung như người yêu, nhưng khi ra khỏi bài hát bà lại trở về mối quan hệ đồng nghiệp. Danh ca Thanh Tuyền khẳng định với Chế Linh hay là anh Nhật Trường hay là Duy Khánh, cô khi cô hát đó là cô, cái trước hết là cô nhận cái bài hát, xong đó khi cô hát là cô đặt cái hồn cô vô cái bài hát. Khi cũng như cô diễn với Chế Linh trên sân khấu anh Duy Khánh thì đó là khi cô hát là cô cái nghĩ đó là người yêu của cô, hay cái người mà cùng cô mà chuyển đạt cái bài hát phải có hồn, cho nên ở nhiều người nhìn ở dưới họ thấy là ấy, nhưng mà đó là cô chết trong cái bài hát đó, nhưng mà sau bài hát đó rồi ra khỏi là không có tình cảm, có tình cảm đồng nghiệp anh em. Cô thì dứt khoát cô không có người yêu nghệ sĩ. Chế Linh thừa nhận trong sự nghiệp của mình, Thanh Tuyền chiếm giữ vị trí rất quan trọng khiến ông chẳng thể nào quên nổi. Thanh Tuyền có đi hát với ai đi chăng nữa, khán giả cũng không thể quên được Chế Linh này. Ngược lại, tôi có hát với cô nào đẹp đến mấy, người ta cũng không thể quên được Thanh Tuyền. Đến tận bây giờ, họ vẫn tập luyện rất nhiều với nhau. Tôi với Thanh Tuyền lúc nào cũng phải tập, tập kinh khủng, tập còn hơn ngày xưa nữa. Càng lớn tuổi chúng tôi càng phải tập nhiều, chúng tôi tập vì khán giả. Nếu không còn khán giả nữa, thì có tập cũng chẳng để làm gì. Một khi còn khán giả là phải tập để ra sân khấu không làm khán giả phật ý, không bị chơi với. Bản thân ông cũng viết nhiều ca khúc, chỉ để song ca với Thanh Tuyền. Những bài hát huyền thoại như Mãi Lỡ Mình Xa Nhau, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Đoạn Cuối Tình Yêu đều ra đời là vì thế. Chuyện xưa cho anh cho em, để một người vui với đêm. Mãi mãi cách xa nhau, ôi nói sao nên lời, tòa đầy ái thiên suối hai người, thà đừng biết nhau thì thôi. Tuy nhiên, khi Thanh Tuyền đang ở sự nghiệp đỉnh cao, thì chồng không cho cô đi hát nữa. Vì thế mà Chế Linh rơi vào tình trạng chơi với. Bài hát thì chất đống, nhưng không có bạn song ca. Sau này dù tìm được những cái tên khác như Thanh Tâm, Bảo Thu, Giao Linh, Hồng Quế, nhưng vẫn khó có người nào ăn ý với Chế Linh bằng Thanh Tuyền. May mắn một thời gian sau, chồng Thanh Tuyền cho phép cô đi hát trở lại. Cũng thời điểm đó, xuất hiện tin đồn chồng Thanh Tuyền cầm súng đi tìm Chế Linh. Dư luận xôn xao bàn tán, không biết lý do gì khiến họ mâu thuẫn đến mức đó. Chuyện qua đã hàng chục năm, mãi cho đến buổi giao lưu vừa qua, danh ca sinh năm 1942 mới tiết lộ sự thật. Chồng của Thanh Tuyền cho Thanh Tuyền xuất trận lại, cho xuất hiện lại. Chế Linh nói là chết rồi, xuất hiện như thế này rồi kẹt lắm rồi. Bây giờ là biết làm sao, bây giờ mình phải làm một cái sự cân đan. Tức là trong tờ báo mình dựng ra một chuyện, tức là đại quý cảnh đem súng đi kiếm Chế Linh để thanh toán. Thành nữa luôn, có một số những cái báo chí dựng lên một số những việc như thiệt, như phim. Đúng. Nhưng mà có một số những cái anh em mà thân đó, lúc nào cũng thấy hai thằng đang nhậu ở buổi diễn. Và nữa đó, mình làm cái gì mình cũng có cái chủ đích. Có những cái xì cắn đan một cách bừa bãi cũng không nên. Còn cái này mình không phải là mình dựng câu chuyện ra để mình gạt khán giả. Nhưng mình dựng câu chuyện để cho khán giả
chú ý lại, đón nhận lại. Tức là Thanh Truyền đi một dạo rồi, đi về đây, bây giờ rồi chồng Thanh Truyền đã đi kiếm cho nên là thanh toán, mà khán giả thì thương cho nên mà cả thương cả Thanh Truyền nữa. Thì bây giờ khán giả phải làm sao, phải chú ý. Giờ đây, khán giả Việt, đặc biệt là fan của Chế Linh và Thanh Tuyền, đã có thể thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn. Hóa ra câu chuyện năm xưa chỉ là màn kịch do chính nam ca sĩ vẽ ra để gây chú ý mà thôi. Chế Linh cho biết, tôi và Thanh Tuyền là tình nhân trong âm nhạc, chúng tôi thực sự thăng hoa khi hát cùng nhau. Còn Thanh Tuyền khẳng định, bà hát ăn ý với Chế Linh nhất, bởi cả hai thấu hiểu, nâng đỡ nhau trong từng giai điệu. Đó là cảm giác tương thông mà không phải với ai cũng có. Khi được hỏi về sự gắn bó đặc biệt đó, có khiến cho ai bị đánh ghen hay không, danh ca Thanh Tuyền khẳng định. Trên sân khấu, tôi và Chế Linh không phải bạn bè, mà là tình nhân tiền kiếp. Tuy vậy, chưa người vợ nào của Chế Linh ghen với tôi. Thậm chí vợ của anh ấy hiện còn nhờ tôi luôn phải theo sát để trông coi những bóng hồng lướt qua. Về mặt tâm linh mà nói, tôi không có số yêu nghệ sĩ nên không bao giờ có chuyện yêu Chế Linh. Nhiều năm gần đây, dù ít có dịp đứng chung sân khấu với nhau, nhưng trong lòng những người yêu nhạc vàng, đặc biệt là yêu mến cặp danh ca này, Chế Linh là người hát ăn ý nhất với Thanh Tuyền và ngược lại. Khán giả vẫn xem đây là cặp tình nhân đẹp nhất trong làng nhạc vàng từ trước đến nay. Sự kết hợp Chế Linh và Thanh Tuyền đã trở thành một huyền thoại. Chẳng riêng hai chúng